Xây dựng cụm công nghiệp thống nhất hay còn gọi là cụm công nghiệp phía Nam là một trong những nhiệm vụ trọng tâm tạo động lực phát triển cho thành phố Lào Cai. Bởi vậy, nhiệm vụ quy hoạch cụm công nghiệp này đang được thành phố phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng của tỉnh để triển khai thực hiện. Cụm công nghiệp phía Nam thành phố được quy hoạch theo hướng mở với tổng diện tích khoảng 220 ha nằm trên địa bàn xã Thống Nhất. Giai đoạn 1, theo quy hoạch sẽ sử dụng diện tích 75 ha. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Lào Cai là đơn vị được giao trách nhiệm đại diện chủ đầu tư thực hiện quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp phía Nam với tỷ lệ 1 trên 500. Sau khi được giao nhiệm vụ thì chúng tôi đã cùng với chính quyền địa phương phối hợp để cắm mốc giới và đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn để thực hiện các cái trình tự quy hoạch theo quy định. Và đến nay về cơ bản hồ sơ đối với chính quyền cơ sở đã xong thì chúng tôi đã trình lên Sở Xây dựng. Tuy nhiên thì do khi phân khu của xã Thống Nhất thì cấp có thẩm quyền xem xét, thì trong thời gian đợi sau khi mà xem xét được thì là Sở Xây dựng sẽ có ý kiến để chúng tôi sẽ về sẽ ký được cái nhiệm vụ này. Hiện nay chúng tôi đang triển khai lập các đồ án quy hoạch chi tiết, trong đó có quy hoạch trung tâm xã Thống Nhất mới và quy hoạch các cái cụm công nghiệp. Hiện nay xác định rõ vị trí ranh giới rồi và cũng đã đưa vào kế hoạch sử dụng đất trong giai đoạn 2030 rồi. Nên chúng tôi cũng mong muốn là càng sớm càng tốt, đoán quy hoạch được cho ý kiến, cũng như được thường trực tỉnh ủy cho ý kiến lần cuối và Sở Giao thông Vận tải Xây dựng cho ý kiến về thẩm định. Việc cụm công nghiệp được đầu tư xây dựng trên địa bàn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tạo việc làm cho nhân dân. Tuy vậy cũng sẽ có khoảng trên 200 hộ gia đình nằm trong vùng ảnh hưởng. Bởi vậy, việc quy hoạch sớm được phê duyệt triển khai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn. Đảng bộ xã đã chỉ đạo các cái thôn liên quan đến dự án này thực hiện tăng cường các quản lý đất đai xây dựng trên địa bàn. Trong thời gian qua chúng tôi đã quản lý rất tốt, không xảy ra cái việc là xây dựng trái phép cũng như là sử dụng đất sai mục đích trên địa bàn các cái vùng quy hoạch dự án. Cũng kiến nghị với tỉnh, thành phố sớm triển khai thực hiện dự án này để đảm bảo cái sớm ổn định đời sống cho nhân dân, để nhân dân ổn định đời sống và phát triển kinh tế. Việc khẩn trương hoàn thành quy hoạch và triển khai các dự án đầu tư hạ tầng không chỉ giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, mà còn tạo điều kiện để các nhà đầu tư tìm kiếm những cơ hội kinh doanh mới ở Lào Cai.